Quốc Bùi Tuấn xin kính chào các bác nhé. Bây giờ là 5 giờ 10 chiều tối thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2021. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể các bác một cặp sập tủ liên chi cũ tái, chất liệu bằng gỗ chắc ta, và là bộ cặp sập tủ đẳng cấp siêu đỉnh cao phiên bản đặc biệt. Bộ cặp sập tủ này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ, giấy ráp, xi sáp, đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Và cặp sập tủ bằng gỗ chắc ta này thì có kích thước là sập là chiều dài ở trên mặt là 2m, nhân chiều sâu là 1m60, và nhân chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 61 phân. Và mặt sập thì là mặt 3 lá cùng một hộp bong ra, và là dày đủ đậu 2 phân. Và sập thì chân thì là chân vuông 21 nhá, chân vuông 21. Dạ dày, các dạ là dày là đều là 6 phân. Còn tủ chè kia là chiều dài là 2m06, nhân chiều cao là 80 và nhân chiều sâu là 57. Và bệ tủ kia là dày là 5 phân. Đó, và cánh kia là dày là 1 phân rưỡi. Và đây là một trong những bộ siêu siêu đỉnh cao, đẳng cấp nhất mà đơn vị của chúng tôi từng bán. Thì các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ cho chúng tôi. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết để quay gấp gáp gửi tới các bác cùng theo dõi cái video clip này. Gửi nhanh tại vì do là trời nó quá tối rồi. Đây là mặt 3 lá cùng hộp bong ra. Và trên này là tủ liên chi bằng gỗ chắc. Hàng cực cực khủng luôn. Đó, rất là đỉnh cao luôn. Và để sở hữu cái sản phẩm này thì các bác có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và tất cả cặp sập tủ này đều được khảm 100% là ốc Singapore, loại đắt tiền và cao cấp nhất. Và video này chúng tôi sẽ quay thật kỹ để giới thiệu chi tiết cả cặp lè luôn để gửi tới các bác nhé. Đó, cặp sập này thì đã sử dụng được trên 30 năm rồi và đã được chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ. Tất cả đều là gỗ xì đét. Và đây là mặt tiền. Sập này thì được khảm tích là đồng quê. Đó, tích đồng quê. Quá đỉnh cao luôn. Và đây tôi sẽ quay ở bên chân này trước. Đây dáng chân. Dáng chân đây là dáng chân quy, đục các cái đường xoáy và hoa lá tây. Dưới thì tiện một quả cà. Đó, và lên đây. Đây khảm đây. Và chúng tôi cam kết là 100% là gỗ chắc ta nhá. Nếu sai đến xem mà không phải tôi tặng luôn các bác cái sản phẩm này luôn. Đó. Và đây dáng chân này, chân vuông 21 phân, rất to. Và tất cả chân này đều là chân xỉ, chân hộp nhé, không phải là chân tim. Hàng tim nó sẽ đã khó rồi, nhưng mà nó rẻ không bằng một nửa cái hàng chân xỉ. Đó, cho nên các bác phải lưu ý, gỗ chắc ta đấy ạ. Và hàng lành lặn tuyệt đối luôn. Và đây, hình ảnh ngôi nhà, những cái cây tùng, các cái cây dừa và những cái đường. Đấy, nguyên zin nét của nó. Đó, rất là đẹp. Và đây, các cái đường chỉ đấy ạ. Và vào phần dạ giữa đây thì, dạ chính đây thì là trên này thì được khảm lá soi, trên này thì được đục hạt bột, và cổ lõm thì được khảm các cái đường dây dưa nho sóc. Dây dưa nho sóc và được khảm những cái gấm đấy ạ. Đó, gấm chạy. Rất là đẹp luôn ạ, đây. Đó, gấm ở cổ cũng như là ở thanh sập. Và thanh sập này thì là dây là 6 phần rưỡi. Và đây vào phần chính đấy ạ. Các cái đường triện hoa lá tây đây. Và vào đây thì bên này thì có những ngôi nhà. Và chất ốc cũ này thì các bác phải hiểu là chất ốc cũ này còn đắt hơn cả ốc mới. Và đây những ngôi nhà đây, những cây dừa. Đó, những khóm trúc, khóm tre rất là đẹp. Và trên này thì là các cái đàn cò, cánh cò. Và đây là cảnh các bác nông dân đây. Cảnh đồng quê coi là có sĩ lông công thương. Đó. Đây, cảnh đồng quê. Các bác nông dân đang kéo cây. Và đây là những cái hình ảnh của cây tùng, những cái bãi cỏ mồ đá. Và đây chất ốc thì khỏi bàn, tôi không nói đến chất ốc nữa tại vì nó quá đẹp, kể cả chất gỗ. Và đây tôi chỉ tả cảnh để cho các bác cũng như là quý vị cùng xem thôi. Và đây hình ảnh con trâu. Con trâu đi trước, cái cày theo sau. Và đây những cái làn chỉ lướt lăn tăn của ngoài đồng ruộng. Và đây chú trâu đây, ốc vàng óng luôn. Toàn ốc vàng chanh. Ốc Singapore, ốc vàng chanh. Quá đỉnh cao. Không còn một người nào để tả nữa. Và đây là những cái bãi đường. Ngoài bãi đường có những cây cỏ, có những khóm dừa, có những cây dừa khóm cỏ. Đó, quanh co. Và vào phần này nữa thì những ngôi nhà. Đấy, những ngôi nhà, những dãy núi, những hàng cây, những cây dừa đấy ạ. Đó, các cái họa tiết.
phải nói ốc quá phi pha. Và vào phần giữa đây, đó là chính là cái phần chính của chiếc dạ đây ạ. Hình ảnh ở giữa chính diện là có hình ảnh cây đa và đình nàng. Cây đa đình nàng. Và đây, các bác cùng quý vị xem đây ạ. Cái gốc đa rất là cằn cỗi nha. Gốc đa rất là cằn cỗi, các cái thân, các cái rễ đây cuốn quanh gốc đa. Và chất ốc thì khỏi bàn nhá. Đây, toàn ốc vàng chanh đỏ lửa và lên đây tán đa. Đó, các bạn thấy chưa? Và đây là cây đa mẫu tử, cây đa mẹ con. Đây là một cây đa con nữa. Và đây là những cái bờ rào, bờ gạch đấy ạ. Bờ gạch của cái tường ngày xưa. Và đây là cái hình ảnh những cây liễu. Đấy, và vào đây là phần đình. Đình đây thì các cái tường đình được cắt xen lọng các viên gạch, các mái đình. Và hình ảnh đây ạ, cái đình đây, cột rồng, sân đình đây trong. Và những cái bức tường bao đây được cắt xen lọng các cái ô, các cái viên gạch hình lục giác. Đấy, các viên gạch hình lục giác đấy ạ, rất kỹ thuật nhá. Và vào đây là hình ảnh đây, một ông cụ đây là đang ngồi ở cái chõng tre ngày xưa. Và hình ảnh trước đây là cây mai, cây hoa mai để tượng trưng cho mùa xuân này, đón Tết này. Đấy, hình ảnh đây, nét cắt, nét cắt tỉa truyền thần các bạn đây. Tỉa tách quá đẹp luôn và chất ốc không phải chê luôn. Và sang bên này là hình ảnh bác Lông Sơn đang gọi là, đang gọi là cầm cái lón này. Và hình ảnh là có các cái dụng cụ để đi làm vườn. Và đây là những cái cây, cây chuối này. Đấy. Và từ các cái bờ rào ngày xưa làm là những cái cây tre. Đó, hình ảnh. Và quý vị và các bác xem này, chất ốc thì nó rất đều nhé. Tất cả đều là vàng chanh đỏ lửa, ốc cao cấp nhất. Và sang bên này là những khóm trúc. Và cảnh những bác lái đò đây, đang gọi là các bác đang thuyền chài, đang ra sông để đánh bắt cá này. Đây là hình ảnh là bác nông dân đây đang gọi là thả lưới đây. Và bác này thì đang ngồi trên thuyền để có những cái lơm này, có những cái giỏ đựng cá này, cái giỏ đựng cá này và cái thuyền này, và làm chỉ nước. Và đây là hình ảnh cây dừa và những ngôi nhà xa xa, những cây tùng, những đàn chim én bay đấy. Và ốc thì khỏi nghĩ nhá. Đây, ốc không có điểm gì để chê nữa rồi, đúng không ạ? Nó quá đẹp luôn. Và đây là hình ảnh những cây liễu. Và sang chân bên này cũng tương tự. Đây, chân bên này tương tự như bên kia. Đó, cây đa này, bên kia là cây tùng, bên này là cây đa. Những ngôi nhà, những dãy đường. Và đây là cây tùng. Đấy, và xuống đây là cảnh là hồ sen, hồ súng. Đấy, các bác xem các cái đường nét này, xoáy đục rất là tròn. Và các hoa đà tây cũng như là gỗ thì phải nói lục lạc, đen chuỗi, cực kỳ là quý giá, giá trị các bác nhá. Đây, và đây ạ. Đây, tôi đi một lượt máy nhá. Tôi quay bằng hình ảnh thực tế, không có cắt ghép, chỉnh màu gì cả đây. Và nhìn cái chất ốc ở trên này thì nó sẽ thua chất ốc ở đây. Đó, phần này thì nó khảm, nó sẽ chất ốc sẽ đẹp hơn. Nhưng tất cả đều là ốc tất 100%. Và bối cảnh chính đây ạ. Đấy, tôi quay. Đây, tôi quay máy như này là các bác cùng quý vị xem đây ạ. Ốc quá phê pha. Đó, thấy không ạ? Và dưới này thì các cái dắt này được đục những hình ảnh con chim, cây hoa mai, cây đào. Đó, đây ạ, bên này, đúng không ạ? Và gỗ thì các bác xem đây, gỗ nó lạc như miếng tiết, không nứt nẻ, không cong vênh rác rập mới mọt gì cả, kể cả mặt sau như mặt trước. Gỗ hộp xỉ, không có hàng cành, hàng bé, cho nên là yên tâm tuyệt đối nha các bác nha. Yên tâm tuyệt đối. Và đây, tôi sẽ đi qua cái hình ảnh cái phần tiền này trước. Đây là phần tiền nhá. Đấy, và tôi sẽ sang bên đốc ngang. Bên đốc ngang đây thì dáng chân cũng tương tự như vậy. Và hình ảnh cái dạ ngang đây, chất gỗ phải nói là quá phê pha, không có một điểm gì để chê. Đó, thấy không ạ? Ngang dọc, tiền hậu y xì như nhau. Đấy, gỗ như thế này đã đảm bảo tuyệt đối chưa ạ? Từ cái dạ hậu cũng là xì đét, không dập gì cả. Đấy, gỗ như này thì đây, đánh trơ mộng chứ không có mông má, mông méo gì cả. Cho nên là các bác cùng quý vị yên tâm luôn ạ. Và đây tôi sang bên đốc ngang bên này. Đốc ngang bên này cũng tương tự y xì như bên kia đấy ạ. Và cũng được khảm cảnh đồng quê thôi. Đấy, cảnh đồng quê đây ạ. Hình ảnh đây là các chú bé này chăn trâu này, thả diều. Đó, các ngôi nhà đình làng. Đó, bác Lông Sơn đang đi qua cầu. Và các bác này đang đi cấy này. Đó, nhổ mạ. Để tôi chỉ quay qua nhé, tại vì là thời lượng video nó sẽ không cho phép để quay cả cặp này nó lâu. Các bác nào mà có nhu cầu thì đến trực tiếp. Và phần cũng không quan trọng, không kém. Riêng cái sập gỗ chắc thì phải nói là cuôi, mặt đều quan trọng như nhau. Do là cái gỗ chắc ta nó rất là quý hiếm nhá.
đâm ra là cái toàn là gỗ to, gỗ xúc cho nên là y hệt như nhau. Và đây là hình ảnh cái thanh đây. Đây tôi quay cái thanh đây ạ. Một chất gỗ nó phê pha không? Phê pha không các bác? Đấy các bác xem đây ạ. Và đây lá mặt đây. Lá mặt với thanh đây, thanh trước đây. Đấy. Phải nói là không tì vết nhá. Không tì vết, đây phải là đây là lá. Đây tôi quay một lá nhá, tổng là ba lá. Không mắt mấu. Sâu xia gì cả. Có phê không ạ? Đẹp đến tuyệt đối như đây. Lá trong cũng tương tự. Đó, và đây. Đây là thành bên này. Tôi sẽ phải quay nhanh một chút. Và cái cặp sập tủ này chúng tôi sẽ còn một lượt xi sáp nữa để cho nó bóng đẹp hơn. Do trời tối quá, chúng tôi hoàn thiện xong thì chúng tôi quay luôn lên video clip để cho các bác cùng xem, cũng như là được chọn lựa để xem nó có ưng không, cũng như là mình để mình có thể có những cái lựa chọn tốt nhất. Và đây là cái hình ảnh đây mặt đây ạ. Đều chăm chắm, không nứt, không dập, không mối mọt, cong vênh, không mắt mấu gì cả. Và tiếp theo tôi lên phần chính nữa là chiếc tủ chè này. Chiếc tủ chè này này là dài là 2m06, cao 80, sâu 57. Và các cái cánh kia đều là dày là 1 phân rưỡi, bệ kia là dày 5 phân. Đấy, và các bác phải hãy xem mà để ý nhá. Nhìn cái dáng chân, đấy cái dáng chân nề lối. Hàng của tôi nó rất khác biệt, chân cong và bệ bom dày, bom khum ra cái bệ cái tủ rất là bay và cao trường. Đấy. Và chiếc tủ này thì được khảm tích là hai bên là khảm tích là Văn Vương Cầu Huyền, Tam Cố Thảo Lư Cầu Huyền Đức, Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương tích tàu. Bệ kia cũng được khảm tích tàu và lèo thì được khảm cảnh là nho sóc chim hoa. Và tất cả đều là ốc đỉnh cao luôn. Và đây tôi sẽ quay luôn hình ảnh chiếc cánh bên này trước. Đây ạ. Ốc thì khỏi bàn nhá, đây tôi quay xa máy đây. Các bác xem đây, ốc thì không còn một lời văn nào để tả nữa. Từ các cái gấm hoa chanh này, đỏ chót, vàng chanh, xanh thiên lý, các cái đường khung này, đó được khảm các cái đường dây nho và gấm hoa chanh ở góc khung này, góc ở ván này, và vào phần góc này thì được khảm các cái đường triện này, các cái đường nho, dây nho ni ti luôn. Và ở phần ô van này được khảm các cái đường dây nho, đó, dây nho rất kỹ thuật. Và vào trong này thì khảm tích là Văn Vương Cầu Huyền. Đây một tảng ốc, khối ốc rất là to và cánh dày phần rưỡi là tuyệt đối. Và đây chất ốc đây ạ. Có phê pha không? Nó quá phê pha luôn, không còn một người nào để tả nữa. Đây ạ, người ngựa cắt từ các cây cầu làm chỉ nước và các quan đây, các cây tùng, cây liễu. Đấy, ốc có đẹp không ạ? Và tôi chỉ nói qua thôi nhá. Quay một cặp này thì thời lượng video nó hơi dài. Và để mà sưu tầm được cặp này thì thực sự là nó quá khó. Đấy. Có đẹp không ạ? Và tiếp theo là tôi sang bên leo luôn nhá, để tôi quay cái leo. Và tôi đi sang lốt cái cánh này để cho các bác xem luôn hình ảnh hai cánh luôn ạ. Bên này cũng như vậy, khảm tích Văn Vương Cầu Huyền. Đấy, và hình ảnh đây ạ. Đấy, ốc có phê phào. Cây cầu này, các cây tùng này, các quan này đang đi này, người ngựa này, thần thái, mỗi người một vẻ mặt. Và ông lã vọng câu cá này, cây cầu này, các cái khóm sen, khóm súng này. Đó. Và đây là vào các ngôi nhà, các dãy núi, tảng đá, cây liễu, mặt trời áng mây. Có bốn, có hai câu thơ, các cái đàn chim én ở trên. Đấy, tôi chỉ quay qua thôi nhá, tối rồi. Đó. Và hình ngô van này thì cũng được khảm các đường dây nho, góc này cũng tương tự như vậy, y xì như bên kia. Và các cái khung này rất dày nha, cái khung này nó dày chừng khoảng độ, nó phải dày khoảng độ chừng 4 phân nhá, gần 4 phân. Đây, thêm một cái chỉ chạy ở đây này, một cái chỉ chạy ở đây, một cái ống đây, nó quá khủng luôn. Tôi chưa từng bán chiếc tủ nào nó khủng như chiếc tủ này, như cặp sập tủ này. Và đây là hình ảnh là leo nho sóc. Đấy, các cái chi tiết là các cái đường nho sóc dây dưa này, con sóc này. Đấy, quý vị và các bác xem cái đường nét này. Chất ốc thì quá đẹp rồi. Đây, tôi quay thật chậm máy nha. Đó, nó có đỉnh cao không ạ? Quá đỉnh cao luôn. Và rồi, tiếp theo là xuống phần bệ.
Bệ đây thì được cũng được khảm tích to. Đây bệ đây ạ. Dáng chân đây, cây tùng này. Để tôi que camera điện thoại nó tối quá rồi nó mờ nhá. Các quan này, các quan đang đi này, tuần này. Đấy, các làng chỉ nước này, các ngôi nhà này. Đó. Và đây là dưới các này nó được đục dắt. Và các cái đường triện từ cảnh người ngựa. Đây ạ. Ốc quá phê. Và chất gỗ này thì khỏi bàn. Chất gỗ nó quá lành luôn. Và đây là giữa đình này, đây trong đình này. Đó, có các quan với các người hầu này đang ở đình này, trong cung điện này. Đây trong cung điện này. Đấy. Quý vị và các bác xem thì chất gỗ thì khỏi bàn rồi nhá. Đây nó lành lặn. Không phải là có tiền là mua được, đôi khi có tiền không mua được. Để gặp được những cái tủ nó khủng như mức như này. Và đây tôi que mặt hậu đây ạ. Mặt hậu đây thì cánh dày 1,5 đây và hậu đây. Đấy các bác xem nó có đẹp không ạ. Đây. Không một tì vết nào. Và tất cái hậu này nhá, cái miếng hậu này là tất cả dãy hậu này là 4 miếng liền, 4 miếng ghép lại. Ô bên này là một miếng liền nhá, một miếng liền. Đốc cũng liền. Và ô giữa này rộng hơn thì là 2 tấm ghép lại. Và rất là to. Đó, và đây trong này thì quý vị và các bác có thể là để chè này. Để các cái dàn trên kia để các cái ấm chén, ấm chè các thứ. Và đây, dưới này cũng như vậy, trưng bày các cái đồ gốm sứ này. Và đây ở trong cũng đã đẹp như này rồi. Thì phải nói là ở ngoài thì không còn điểm gì để chê. Đó, phải đến thực tế nhá các bác nhá. Các bác nào mà có quan tâm thì đến thực tế. Và đây là mặt sau của bên này. Bọ gỗ cũng như vậy. Đấy, tương tự. Y hệt nhau. Và rồi, tôi sẽ lên đình. Đây, và đình đấy ạ. Đấy, đình đấy ạ. Không tì vết một chút nào cả. Có đỉnh cao. Tôi quay qua. Thực sự ra là video nó quá dài rồi. Cũng như là trời quá tối rồi. Và ở bên này thì được khảm tích là đông bích. Và đây gỗ bên ngoài đây cũng như bên trong. Và dáng chân đấy ạ. Bệ ngang. Và tiếp theo là sang ở bên đốc bên này. Đấy, nó y hệt như nhau. Đây nó có phê pha không? Nó quá đỉnh. Và rồi tôi lại quay lại tổng thêm một lần nữa. Và quý vị và các bác nào mà có nhu cầu thực sự đến siêu phẩm đỉnh cao như này, cặp sập này là cặp sập tiền tỷ, thực sự là nó có đáng giá tiền tỷ hay không, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc đến tại cơ sở của chúng tôi để xem tận mắt mục sở thị siêu phẩm này. Và đơn vị của chúng tôi là có sản phẩm bằng thực tế, hình ảnh video thực tế chứ không có copy hay bất cứ đâu cả. Cho nên là các bác có thể đến trực tiếp để xem. Và các bác và quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên ngay. Và rất cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.